Chào mừng quý vị quay trở lại với Asa trong cái bản tin của buổi chiều ngày hôm nay, ngày 26 tháng 8 năm 2021. Thì trong cái video này, với Asa muốn chia sẻ cho quý vị về những cái thông tin như sau. Cái thứ nhất đó là một cái tin vui mà theo như ông tiến sĩ Fauci đã tuyên bố trong cái trailer của ngày hôm nay, rằng Hoa Kỳ dự kiến sẽ kiểm soát được coronavirus vào mùa xuân đầu năm 2022. Quý vị thì kiểm soát control được cái con COVID corona này là như thế nào thì chúng ta sẽ cùng vẽ sẽ chia sẻ cho quý vị trong cái video này. Cái thứ hai đó là cái khoản xóa nợ cho sinh viên. Thì trong cái bài báo ngày hôm nay, khoản xóa nợ cho sinh viên được xóa là cái khoản gì và còn lại những ai bị nợ thì là những cái người thông thường đó thì sẽ phải sử dụng những cái phương pháp nào để mà gọi là control, điều khiển, khống chế những cái khoản khó khăn nợ của quý vị theo những cái cách nào. Thì họ cũng có ba cách thì em sẽ chia sẻ luôn trong cái video này cho quý vị. Và chính thức là xóa nợ cho sinh viên đó, là một lần nữa họ đã confirm trong cái gói này là hoàn toàn không có được cho vào đó quý vị. Tiếp theo là rất nhiều người thắc mắc là cái khoản 3.500 tỷ của bên Hạ viện vừa mới thông qua cái nghị quyết ngân sách này xong thì chuẩn bị vào vote. Thì vậy thì nội dung của nó có những cái gì, có tấm check thứ tư hay không? Vẫn còn nhiều người tin là nó có tấm check thứ tư. Thì theo những cái chia sẻ của Vanessa của đợt trước thì cũng là 50-50, nhưng cho đến ngày hôm nay họ chưa có cái thông báo nào là cho tấm check thứ tư vào cả. Nhưng mà họ có những cái khoản tiền cho người dân. Vậy những cái khoản tiền đó là gì thì hôm nay em sẽ confirm lại một lần nữa cho quý vị với những cái số tiền cụ thể như là ở trong cái mục này. Đó. Đó là cái thông tin thứ ba. Và cái thông tin tiếp theo là cái tình hình của tiểu bang California check 600 và check 500 đã chính thức đưa ra cái lịch để nhận cái số tiền này. Thì em cũng chia sẻ qua cho quý vị về cái gọi là first stimulus check của tiểu bang California, và hiện nay thì đang rất nhiều người quan tâm. Cái tiếp theo đó là cái thông tin về tiền thất nghiệp. Thì cái thông tin về tiền thất nghiệp thì rất nhiều người đang lo lắng là sẽ chuẩn bị nhận những cái thư để hỏi yêu cầu bổ sung giấy tờ và review cái hồ sơ của quý vị. Nếu như không cung cấp được những cái giấy tờ mà họ yêu cầu thì quý vị sẽ bị người ta disqualify. Còn những ai mà đã lãnh tiền rồi mà họ review cũng không có đủ giấy tờ để mà show cho họ những cái bằng chứng thì những cái group đó quý vị thì họ sẽ cắt tiền thất nghiệp của quý vị và lấy lại tiền, đòi lại tiền thất nghiệp của quý vị. Vậy thì những cái hồ sơ cần phải chuẩn bị ở đây là gì để thỏa mãn những cái yêu cầu đó, và những người bị pending mới trong cái thời kỳ mà họ cho là cái lý do là do quý vị không có đi làm trong cái thời kỳ mở cửa trở lại này. Một số người còn bị bên bảo hiểm họ gọi điện đến, họ phỏng vấn và họ nói là phải đi tìm việc, nếu không là sẽ bị cắt lấy lại tiền thất nghiệp và không được trả trong những cái tuần họ, những người đó đang bị pending. Thì những người đó phải có cái bằng chứng gì thì em cũng chia sẻ trong cái video này luôn cho quý vị nha. Đó thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái thông tin thứ tự. Thông tin đầu tiên của California đi thì nó ngắn thì em sẽ nói qua cho quý vị thôi, là 600 và 500 thì cuối tháng 8 này họ sẽ có cái lịch chi tiết gửi ra cho quý vị những ai mà có cái income từ từ 30 cho đến 75 thì quý vị sẽ được nhận cái đủ điều kiện được nhận cái check 600, và nếu gia đình quý vị có dependent là trẻ em thì sẽ được nhận thêm cái check 500 và chỉ cần refile cái tax return năm 2020 thôi là họ sẽ tự động cập nhật và gửi cho quý vị, muộn nhất là đầu tháng 9 và có thể sẽ là cuối tháng 8 này, thì có thể là cuối tuần sau đó quý vị, very soon thôi. Đó, thế còn về cái khoản vay của sinh viên thì chính thức là họ mới chỉ có xóa nợ cho những sinh viên bị tàn tật toàn bộ vĩnh viễn đó, là với cái khoản 5,8 tỷ đô la này. Rồi thì những cái khoản vay mà của cái thời đợt của cái đợt của từ hồi cựu tổng thống Donald Trump đó thì họ cũng confirm thêm một lần nữa. Đó, và họ đưa ra cái thông tin là nếu như những cái quý vị nào á mà các em học sinh sinh viên còn đang ở trong cái bối cảnh nợ nần, tại vì cái con số nó lên nhiều quá, cái con số mà để xóa nợ cho các em nó lên nhiều quá, thành ra là nó rất là khó khăn để có thể ông Joe Biden dùng cái lệnh hành pháp thông qua được. Đó thì khoản vay sinh viên của những quý vị này sẽ được hỏi đưa ra
bằng những cái phương pháp sau đây là những cái lựa chọn. Thứ nhất là tái cấp vốn cho khoản vay sinh viên, nhận lãi suất thấp hơn cộng với khoản thanh toán hàng tháng thấp hơn. Đó là cái ưu tiên thứ nhất để mà khắc phục cái khoản vay của quý vị thôi. Còn cái cách thứ hai là kế hoạch trả nợ dựa trên thu nhập, thì những ai mà có cái thu nhập hàng tháng dưới 125.000 income cho cái gia đình của quý vị đó nhập thì sẽ nhận được cái khoản thanh toán hàng tháng thấp hơn những cái người mà có thu nhập cao hơn. Thứ ba là sự tha thứ cho khoản vay với những cái dịch vụ công, thì nhận cái khoản nợ cho những cái sinh viên được xóa, thì những ai mà nằm ở trong cái chương trình này thì mới được. Đó thì đấy là những cái điều mà họ đưa ra, họ chia sẻ ra. Thêm vào đó thì trong cái bài báo của ngày hôm nay thì là ông Chuck Schumer cũng đã tuyên bố trên cái cuộc họp tại Nhà Trắng đó, là ông ấy cũng đã nói là tôi mong muốn cái đề xuất xóa nợ cho toàn bộ sinh viên lên tới 50.000 trên một em đó. Tuy nhiên thì có vẻ như cái việc hủy bỏ khoản vay sinh viên trên cái diện rộng mà ông Chuck Schumer cùng với bà Warren đang mong muốn là và những người khác đã kêu gọi sẽ không thành hiện thực được. Và ngày hôm nay thì họ đã khẳng định thêm một lần nữa về cái con đường xóa nợ sinh viên này đó, để cho chúng ta biết được ông Biden cho dù là có cố gắng để mà làm tối đa đi chăng nữa, những cái quyền hành của ông ấy nó cũng không thể nào mà đưa ra được. Họ cũng đã nói là ông Biden đã nhiều lần nói rằng ông tin rằng mình có cái quyền đơn phương để mà thực hiện cái mở rộng cái khoản xóa nợ trên sinh viên này đó, nhưng mà cái này nó khó lắm quý vị, nó không có thể được, vì là nó không chỉ là về cái khả năng hợp pháp mà nó còn hủy cả các cái khoản vay dành cho các cái sinh viên, xóa nợ về những cái khoản tiền khổng lồ, thành ra là nó khó lắm. Ông chỉ thực hiện được ở những cái mức ngưỡng thôi, ví dụ như cho người sinh viên tàn tật, hoặc là ở những cái mức độ income, hay là những cái nợ công, những cái khoản mà nó nằm ở trong cái khả năng thì được thôi, chứ còn cái khoản mở rộng này thì hoàn toàn rất là khó quý vị nha. Thì đó là giải thích qua cho cái vấn đề sinh viên của quý vị. Một điều nữa là quý vị sẽ không thể nào mà được xóa nợ 100% trên các cái khoản mở rộng của sinh viên đâu. Đó thì hôm nay họ confirm thêm một cái bài báo cuối cùng để cho chúng ta được biết là nó không có đơn giản như mà mọi người nghĩ, là ông ấy chỉ cần dùng lệnh hành pháp. Thì đó là toàn bộ những cái nội dung về xóa nợ sinh viên. Thế còn quay trở lại với cái bài báo đây, hôm nay cái mục này đây quý vị nhìn này, thì trên cái trước mặt của quý vị đó, nó là những cái khoản tiền có trong cái 3.500 tỷ, thì họ nói là 726 tỷ thì dành cho bên Ủy ban Y tế, Lao động, Giáo dục, Lương hưu, và có thể áp dụng rộng rãi trong những cái khoản chi tiết như sau. Thì là cho học free, học phí cho mẫu giáo này, đó là những cái khoản mà gia đình quý vị được hưởng rồi, chứ nó không có tấm check thứ tư. Thì free học phí như vậy cũng là gia đình quý vị đáng lẽ ra phải đóng tiền học cho các con của quý vị vào cái độ tuổi này đúng không, nhưng mà bây giờ được free thì cũng là một cái khoản rồi. Child care for working family, thì cái chương trình này nếu như mà quý vị có earn income đó, là quý vị sẽ phải có tối thiểu earn income nha, tại vì người ta dùng for working family. Nếu như gia đình không có earn income thì sẽ không được hưởng cái mục child care này. Mục child care này sẽ lên tới 8.000 đó quý vị, và trong cái gói cứu trợ đợt trước người ta cũng đã thông qua đó, và quý vị sẽ được hưởng cái này tiếp trong những cái năm tiếp theo. Họ sẽ đưa vào cái gói này, gói này họ sẽ có cái duy trì trong vòng 10 năm đó quý vị. Thì đó cũng là cái chương trình mà quý vị sẽ được, đáng lẽ ra là mình thuê người trông chăm sóc con, hoặc những người dependent trong gia đình của quý vị không có đủ khả năng để làm việc đó, mà bây giờ mình phải trả tiền thuê họ, thì mình lại được trừ những cái khoản tiền đó lên tới 8.000 trên một người một năm, thì cũng là khá nhiều. Thì đấy cũng là khoản tiền hỗ trợ trong gói này rồi. Và tiếp theo đó là tiền học phí của Community College này, rồi những cái người ta gọi là những cái chương trình các cái trường cao đẳng đại học có những cái chương trình extend của cái chương trình dành cho người ta dùng cái từ gói là Pell Grant đó, là những cái chương trình dành cho học sinh giống như học bổng, hoặc là những cái chương trình dành cho học sinh mà có income thấp hoặc là khó khăn, vượt khó trong cái vấn đề học hành đó quý vị. Đó còn mục thứ hai là 332 tỷ, thì cái này là ở cho dành cho bên ủy ban ngân hàng, thì nó cũng bao gồm những cái mục như là đầu tư vào ủy thác nhà ở công cộng, đầu tư nhà công cộng, sử dụng ngân sách những cái phần này. Thì nói chung là cái này nó không có liên quan tới gia đình, cái này nó liên quan quan tới hệ thống
nhà cửa nha quý vị nha. Đó. Cái thứ ba là 198 tỷ thì là 198 tỷ này là dành cho cái gì đây? Quỹ để mà 198 tỷ cho Ủy ban Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên nhằm để cái gì? Nhằm cái này là để phát triển à? Còn lại là làm để cho phát triển cái năng lượng sạch clean energy đó quý vị. Thì đấy là 198 tỷ, thì cái này nó cũng không có liên quan tới hộ gia đình. Hộ gia đình nó nằm hết ở cái phần 726 tỷ kia kìa quý vị. Ngày trước ông Joe Biden ông có đề xuất 770 mấy tỷ đó quý vị, nhưng mà bây giờ nó chỉ có một 726 tỷ thôi. Đó, còn cái 135 tỷ là cho Ủy ban Dinh dưỡng Nông nghiệp và Lâm nghiệp, đặc biệt là nhằm đối phó với các vấn đề cháy rừng này, giảm phát thải carbon và hạn hán và cái vấn đề đó này. Còn 107 tỷ đô la là dành cho Ủy ban Tư pháp nhằm để quy chế để đưa ra những cái khoản tiền hỗ trợ cho cái chương trình nhập cư đó. Thì cái chương trình này cũng rất là nhiều, làm thẻ xanh rồi thì những cái vấn đề liên quan tới nhập nhập cư, permanent status là cái thẻ xanh đó quý vị. Thì đó là toàn bộ những cái vấn đề về cái gói 3.500 tỷ là chúng ta không có tấm check, nhưng mà chúng ta được hưởng những cái mục là cho những gia đình có con cái như vậy đó quý vị, trai thách CTC nữa đó. Với cái đèn Michelle. Tiếp theo thì Vanessa sẽ chia sẻ cho quý vị cái đi tới điều 5 minutes về cái tiền thất nghiệp. Thì cái tiền thất nghiệp này á, rất nhiều người vẫn đang lo lắng là vẫn chưa nhận được những cái thông tin là yêu cầu phải bổ sung giấy tờ đó. Thì quý vị cứ yên tâm, mặc dù là ngày 4 tháng 9 họ sẽ kết thúc trên toàn bộ những cái chương trình này. Đây, ngày 4 tháng 9 là kết thúc toàn bộ trên những cái chương trình này quý vị nha. PUA này, 300 của liên bang, họ viết tắt là PAC đó. Rồi Mixer Income MEUC, rồi PUC, PUA, đó là những cái chương trình mà sẽ bị cắt. Thế còn FEDD thì chỉ còn một tuần thôi. FEDD thì chỉ nhận một tuần cho đến cái tuần của 11 tháng 9 thôi. Thế còn ai mà là UI first 26 tuần thì còn thì sẽ được nhận. Thế còn cái chương trình mà hôm trước họ mới đưa ra DCND đó, thì cái chương trình đấy là cái chương trình gì mà mọi người nói là sau ngày 4 tháng 9 vẫn được nhận, thì cái chương trình đấy nó sẽ là cái chương trình mà dành cho những người nào mà đã từng xin thất nghiệp nhưng mà bị benefit near end. Trật tự cho mẹ làm nốt 1 phút tôi xem. Thì cái benefit near nó end, sau đấy thì đi làm, sau đấy lại quay trở lại xin tiền thất nghiệp đó, gọi là reapply đó quý vị. Thì những cái quý vị đó nếu như còn đủ điều kiện, và cái reapply đó của quý vị nó phải là đủ điều kiện cho cái chương trình UI thì họ mới được nhận sau cái ngày 4 tháng 9. Thế còn thường là những cái người mà quay trở lại làm việc xin nó ít người lắm, như hôm trước quý vị thấy đó, toàn là không đủ điều kiện, họ toàn gia hạn tiếp cho những cái chương trình khác thôi à, chứ có ai đủ điều kiện đâu. Nếu như mà đủ điều kiện thì sẽ được lãnh trong cái chương trình sau ngày 4 tháng 9 thôi. Thì đấy là họ nói thêm về cái chương trình đó. Thế còn về giấy tờ thì cái document mà quý vị cần phải chuẩn bị đó, thì thường là họ sẽ giống như hôm trước em đã chia sẻ rất là nhiều rồi, những người của PUA thì thường là bị họ đòi về cái self employment đó, là những cái tự làm chủ đi làm form casual C 199, làm part time các thứ đó. Thì quý vị có những cái giấy tờ đó thì là ok nhất, pay thấp cuống lương hoặc bank statement biểu hiện cái trả lương của quý vị vào trước cái thời kỳ quý vị đi nhận tiền thất nghiệp đó. Thế còn lại những người mà không có thì là những cái người mà đã có cái thư mời để đi làm vào cái thời kỳ đó nhưng lại lại bị con Covid Corona hoặc ở nhà trông con nhỏ là không đi làm được, và sẽ dùng cái thư mời làm của họ hoặc email hoặc hợp đồng bất cứ hình thức nào để làm bằng chứng để nộp cho bên sở EDD. Thì đó là về thường là về những người của PUA là sẽ họ sẽ đòi những cái đó, và tất nhiên là họ cũng sẽ verify danh tính cho của quý vị nữa đó. Thì đấy, quý vị chỉ cần chuẩn bị thế thôi. Còn ai mà có hồ sơ khai thuế trước rồi, cuống lương để sâu cho họ trước rồi thì đấy thì là ok nhất. Còn nếu không thì quý vị mới phải dùng đến những cái hình thức khác. Còn lại là những người W2 đó, và PUA thì cũng nằm ở trong này, nhưng mà đa số là W2 là bị họ yêu cầu đi làm trong cái thời kỳ đợt này, và họ đã pending của quý vị từ 2 cái tuần trước cho đến thời điểm hiện tại bây giờ là quý vị thường là bị 4 tuần rất là nhiều. Đó, thì những quý vị đó họ bây giờ họ không trả và họ bắt là phải phỏng vấn để hỏi cái lý do là tại sao mà lại không có đi làm.
Thì thực ra là đã có những cái câu hỏi trả lời yes no cụ thể rồi, nhưng tại vì họ thấy cái khay của quý vị cần phải review cho nên là họ đã không đồng ý với cái câu trả lời tôi có đi tìm việc nhưng mà vẫn chưa có chứng minh được mà là tại sao là vẫn cứ ở nhà để đi tìm việc mà lại vẫn chưa có đi làm đó. Thì những cái khay đấy là họ đã để pending và họ yêu cầu quý vị là sau cái cuối tháng 9 này là những cái quý vị đó là sẽ phải họ sẽ có một cái hệ thống. Cái này là ở PUA thì họ sẽ có cái hệ thống này nha, còn lại W2 thì bị gọi điện phỏng vấn đó. Nếu mà W2 khi mà đến cuối cái tháng 9 này mà quý vị không thấy họ có cái chữ reassessment PUA là của bên PUA đó, nếu như mà W2 mà không có cái chữ này nó hiện lên ở trong cái trang tin nhắn inbox của quý vị đó, để quý vị bấm vào đó, sau đấy thì quý vị sẽ resubmit lại để gửi cái lý do nguyên nhân cụ thể của cái vấn đề là tại sao tôi vẫn chưa có đi làm lại trong cái mùa dịch này, thì ở trong cái đợt reopen này thì quý vị sẽ đưa những cái lý do ra thôi, sau đấy thì resubmit lại cái hồ sơ của quý vị thì họ sẽ review cái lý do của quý vị xem có hợp lý hay không. Nếu như hợp lý thì họ sẽ trả hết những cái pending, tuần pending của quý vị. Thì đấy là trên cái hồ sơ của PUA nha. Thế còn lại cái hồ sơ không phải là của PUA mà là hồ sơ W2 thì em thấy rất nhiều người đã bị gọi điện để mà phỏng vấn, thì có khả năng là cũng sau cái đợt cuối tháng 9 này, sau cái đợt 4 tháng 9, ngày 4 tháng 9 đó, sau khi họ đã trả xong tiền thất nghiệp, họ sẽ đi vào làm giải quyết những cái hồ sơ. Còn lại thì họ sẽ yêu cầu quý vị như nào thì lúc đấy chúng ta sẽ tiếp tục xem cái inbox của chúng ta xem có giống PUA không. Tại vì em không thấy ai gửi cho em cái W2 cả. W2 thì em chỉ nghe thấy các bạn chia sẻ là bị gọi điện và nói là phải phỏng vấn thì mới được trả những cái tuần pending này. Và lý do cũng là tại sao không đi làm trong cái thời kỳ reopen mở cửa lại. Đó, thì đó là toàn bộ những cái vấn đề mà bây giờ còn quan trọng nhất trong cái chương trình PUA này thôi. Và liệu Cali có gia hạn tiền thất nghiệp nữa hay không thì ông nêu sầm còn phụ thuộc vào ông ấy, xem là quỹ còn không và cái tỷ lệ thất nghiệp ở California, cái rate nó có cao hay không. Nếu mà quỹ còn và cái tỷ lệ thất nghiệp nó vẫn còn cao thì có khả năng ông ấy sẽ gia hạn tiếp cho quý vị sau ngày 4 tháng 9. Còn ngược lại nếu không thì sẽ không quý vị nha. Đó, thì ban sáng hôm nay thì lên chia sẻ với quý vị những cái thông tin như vậy. Và rất mong là quý vị hãy like, share, đăng ký kênh để ủng hộ ban sáng tiếp làm những cái video tiếp theo. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video clip lần sau. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Con nhé.